gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cái vụ đằng sau rồi. Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Bịt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa PVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ngày hôm qua, chúng ta đã được chứng kiến màn nước rút tuyệt vời của Cora Ronald Olanza đội Philippines. Đôi đua này đã mang đến rất nhiều bất ngờ cho giải đấu năm nay với các tay đua có trình độ đồng đều và thậm chí được đánh giá là có đẳng cấp tốt hơn các tay đua của Philippines vừa tranh tài ở SEA Games 29. Bên cạnh đó, các Cora của đội Korean đến từ Hàn Quốc cũng đã thể hiện khả năng nước rút ấn tượng. Họ sẽ có cơ hội khẳng định cho nhận định này với trạng 4 của giải. Một trận đua vòng tròn diễn ra xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với 20 vòng đua cùng chiều dài 54 km. Xin được chào mừng quý vị đến với chặng 4 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cuộc tranh tài của các cô rơ ở 12 đội đua với hành trình vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có chiều dài 54 km. Kính thưa quý vị, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý trong buổi lễ khai mạc chặng 4 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị tổ chức giải xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải. Về phía tỉnh Nghệ An, đơn vị đăng cai chặng 4 của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hoài Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Mậu Thanh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Về phía Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức giải, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức giải. Về phía nhà tài trợ đồng hành cùng giải, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Thanh, Phó tổng giám đốc tập đoàn Hoa Sen. Ngày hôm nay, đến tham dự chặng đua vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An còn có đại diện các cơ quan truyền thông và đặc biệt là đông đảo người dân tỉnh Nghệ An. Đây chính là tình cảm và sự cổ vũ đặc biệt dành cho các cô rơ nói riêng và dành cho giải đấu nói chung. Kính thưa quý vị, để ghi nhận cho sự hợp tác và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức chặng 4 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải sẽ trao bảng vinh danh cho bà Lê Thị Hoài Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và ông Hồ Mậu Thanh, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời. Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 và cũng là ngày hôm nay, thì những món quà ý nghĩa gửi đến các em nhỏ hiếu học tại tỉnh Nghệ An sẽ có ý nghĩa tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các em nhân dịp năm học mới.
Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với lễ trao giải áo trắng, áo xanh và áo vàng dành cho các cô rơ hiện nay đang có thành tích xuất sắc nhất giải. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Chúng ta đang theo dõi những hình ảnh của chặng 4 giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Lúc này thì các tay đua đang chạy làm quen đường đua một vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, Nghệ An trước khi bước vào chặng chính thức, chặng 4 của giải đấu năm nay. Chặng 4 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 có tổng chiều dài là 54 km với 20 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Và hôm nay tham gia buổi tường thuật chặng 4 cùng với tôi có ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Đoàn đua chuẩn bị bước vào 20 vòng đua chính thức quanh quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với chiều dài 54 km. Cua rơ của anh Văn Hội Viện Mỹ thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Duẩn vẫn đang giữ cả áo vàng và áo xanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu hôm nay sau khi kết thúc 20 vòng đua, kết thúc 54 km thì Lê Văn Duẩn có giữ được thành tích này của mình hay không. Như vậy là các tay đua đã chính thức bước vào 20 vòng đua quanh quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chặng đua thứ tư đã bắt đầu. Thưa ông Nguyễn Ngọc Vũ, ông đánh giá thế nào về các cái cuộc đua cạnh tranh áo vàng, áo xanh ở cuộc đua năm nay sau chặng đua thứ ba cho đến thời điểm này ạ? Cho đến lúc này thì chúng ta có thể thấy là các cái cuộc tranh chấp giữa các vận động viên diễn ra rất là quyết liệt. Và thực tế thì theo ý kiến chuyên môn chúng tôi thì giai đoạn đầu tiên, tức là khoảng 6 chặng đua đầu tiên của chúng ta từ Hà Nội vào đến Huế sẽ là những giống như là những màn chào hỏi giữa các đội để các đội bắt đầu nắm được tình hình của nhau. Vì thực tế chúng ta biết là đây là cuộc đua mà chúng ta có 5 đội quốc tế cũng như là 7 đội mạnh của Việt Nam. Chúng ta có một thể thức thi đấu nó hơi khác với cả cuộc đua khác ở trong nước. Vì tất nhiên cái sự hiểu biết giữa các vận động viên, đánh giá trình độ giữa các vận động viên là nó chưa rõ ràng. Và chúng ta cũng thấy là ngay từ đầu cái sự các cuộc tấn công rồi thì cái sự thay đổi trên bảng xếp hạng cũng như các danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo trắng nó diễn ra một cách thường xuyên. Điều này nó khẳng định rằng là mọi thứ hấp dẫn vẫn còn đang ở phía trước, nhưng điều mà chúng tôi đánh giá cao nhất đó là cái tinh thần thi đấu của các vận động viên. Lúc này thì các cua rơ trong top đầu chuẩn bị vượt qua vạch đích ở sprint 1. Một cuộc bứt phá. Và chúng ta hãy chờ xem ai là người chiến thắng, những cua rơ nào sẽ giành được những điểm thưởng dòng đường đầu tiên ở chặng thứ tư. Như vậy có vẻ như chiến thắng ở sprint 1. Như vậy là đã thuộc về Phan Tuấn Vũ của đội thành phố Cần Thơ. Như vậy Phan Tuấn Vũ là cua rơ về nhất ở sprint 1. Về thứ hai đó là một cua rơ của đội Koreo Cycle đến từ Hàn Quốc, đeo số áo 71. Xe đạp là một môn thể thao mà thể hiện tinh thần đồng đội rất là cao. Ngay cả một tay đua chủ lực nếu như muốn giành chiến thắng thì cũng cần phải có một cái sự trợ giúp rất đắc lực từ phía các đồng đội, đúng không thưa ông Vũ? Dạ vâng, chúng ta biết là để thành công thì không thể một người làm được. Ví dụ như chúng ta có nói đến chiến thuật thì ở những chặng đua ngắn như thế này thì các vận động viên áo xanh sẽ là những người được bảo vệ và là những người sẽ được hỗ trợ, được đội hỗ trợ để đánh áo xanh. Thế còn với những chặng đua dài thì chiến thuật lại thay đổi. Khi đó những người chuẩn bị đánh áo vàng sẽ là những người sẽ được ủng hộ.
và để có thể đưa được một động viên, ví dụ như chúng ta nói là hôm qua Lê Minh Duẩn đã thi đấu rất xuất sắc, nhưng chắc chắn là một chặng đua dài, nhưng hôm qua một chặng đua không phải là không, tất nhiên không phải là dài lắm, nhưng một chặng đua dài cũng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì rõ ràng Lê Minh Duẩn cũng đã thấm mệt, và hôm nay như chúng ta thấy không có đồng đội thì chắc chắn là không đủ sức, và hôm nay VUS đang bảo vệ Lê Minh Duẩn rất kỹ. Đoàn mô tô hộ tống đoàn đua đang chạy theo đội hình và xếp thành chữ VTV. Cho tới lúc này thì chặng thứ tư đã diễn ra được gần 50 phút và các cua rơ chuẩn bị kết thúc vòng đua thứ 14. Một cuộc tấn công phải nói hết sức quyết liệt ở top đầu. Như vậy các cua rơ trong top dẫn đầu đang về đích ở sprint 2. Có vẻ như người cán đích đầu tiên là một cua rơ của đội đua trong nước Premium Cycling Vĩnh Long. Một chặng đua mà các tay đua sẽ tập trung vào đánh áo xanh. Vì thế có thể, rất có thể những cái vị trí về đích đầu tiên ở chặng này sẽ là những cái gương mặt mới bất ngờ, đúng không thưa ông Vũ? Dạ, cũng có thể là như thế. Như tôi thì tôi thiên về là bộ đôi của VUS hơn. Nói thôi chứ Lê Quang Minh và Lê Văn Duẩn đang được nghỉ khá thoải mái từ đầu chặng đến giờ. Thường thì các cua rơ sẽ đạt hết vận tốc, đạt vận tốc tốt nhất của mình trong khoảng thời gian nào ở cái vòng đua vòng tròn này thưa ông Vũ? Dạ vâng, tốc độ ở những vòng cuối cùng thường thường thì bao giờ sẽ đạt vậy, càng về cuối cùng những vòng cuối là những lúc tốc độ sẽ rất là cao. Họ sẽ bắt đầu mở tốc độ từ những vòng đầu tiên để tạo ra những đợt cân tấn công trước. Và sau đó ở những vòng cuối cùng thì là những như chúng ta thấy đoàn đua đang gom làm một tốp và các vận động viên máy kéo sẽ bắt đầu đẩy mạnh tốc độ lên. Như thế sẽ khiến cho các vận động viên tập trung vào những vận động viên khả năng đến giúp tốt nhất của mỗi đội, chứ không bị tạo ra quá nhiều cái nguy cơ với vận động viên chủ lực của mình. Vâng, tôi quan sát thấy là đoàn mô tô hộ tống đã vượt qua về đích, và ngay phía sau sẽ là các cua rơ đang chuẩn bị tiến về đích. Những cuộc tấn công quyết liệt, các cua rơ đã bung hết sức để tiến về đích. Nguyễn Thành Tâm chúng ta đã tìm ra được cua rơ cán đích đầu tiên, đã tìm ra được người chiến thắng. Như vậy là cua rơ đeo số áo 76 Minuli của Kureo Cycle, cua rơ người Hàn Quốc, đã là người cán đích đầu tiên sau 20 vòng đua ở chặng thứ tư. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi chặng 4 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017. Một chặng đua đặc biệt có chiều dài 54 km với lộ trình vòng đua xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đến với buổi lễ trao giải cho các cua rơ đã có thành tích xuất sắc ở chặng đua ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là lễ trao giải dọc đường 1 giải Sprint 1. Chúc mừng hạng nhất số đeo 83 Phan Tuấn Vũ của thành phố Cần Thơ, hạng nhất. Hạng nhì số đeo 71 Sen John Ban của đội Korai Cycle Hàn Quốc, và hạng ba số đeo 111 vận động viên Giang Thanh Tuấn của đội tuyển quân khu 7. Tiếp theo là ban tổ chức tiến hành trao liên hai giải thưởng dọc đường tại vòng 14, và xin chúc mừng vận động viên số đeo 101 Hồ Văn Sơn của đội Premium Cycling Vĩnh Long, hạng nhì số đeo 43 vận động viên Lương Văn Sinh của đội Thủ đô Hà Nội, và hạng ba vận động viên số đeo 37 Trần Nguyễn Minh Chí của đội Dược Domenco Đồng Tháp. Vận động viên đạt hạng 5 là tay đua số đeo 54 tiền thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm của đội Gạo Hàng Không Trời Tập đoàn Long Trời. Hạng 4 là vận động viên số đeo 01 Lê Nguyệt Minh của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh. Hạng 3 tay đua số đeo 112 tiền thủ quốc gia Quỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7. Hạng nhì vận động viên Lê Văn Dựng của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh, và hạng nhất đã thuộc về vận động viên Ben Guli của đội Horai Cycle Hàn Quốc. Chương trình tường thuật chặng 4 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 của chúng tôi đến đây là hết. Một lần nữa cảm ơn thương hiệu quốc gia Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình này. Giải đua VTV Cúp Vinh Quang. Lướt đi nơi thủ đô.
thanh thản đi qua xứ Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Mênh mang qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những trận đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến thắng. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kém đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Ống kém Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa à. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.